Sau đây nhá, tôi sẽ hướng dẫn gia chủ cách bốc một bát hương. Đấy, còn có bát hương cộng đồng thần linh, bát hương cộng đồng gia tiên là bát hương và cô mạnh. Về trình tự bốc như sau. Thứ nhất là mình phải gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Thứ nhất là tâm thoải mái, tâm thanh tịnh. Nghĩ về gì? Nghĩ về thần linh gia tiên nhà mình, làm hỏi như mình. Thứ hai là gì? Thân thể sạch sẽ, đúng không? Đã được thân thể lúc nào bao giờ sạch sẽ gồm sạch sẽ cho những cái gì? Sạch sẽ về bản thân mình và sạch sẽ về về vậy như vậy là gì? Thì sẽ dùng cái khăn để lau tay, khăn mũi hương, đúng không? Lau sạch tay nhá. Đó, không đặt vào được gì đấy, những mũi hương. Bước tiếp theo là gì? Là bao sái toàn bộ gì bát hương. Thực ra gia chủ đã bao sái rồi, nhưng để bảo đảm yếu tố tốt nhất thì gì, thì anh phải dùng khăn mũi hương để lau qua một lần, lau sơ bộ thôi. Đó, đấy. Như vậy là khi ta bao sái nó chùi bát hương cẩn thận đấy, ta sẽ dùng gì, ta sẽ gì, ta sẽ tạo khí dương cho bát hương ấy, nhấc cái bát hương lên và để tốt, đúng không? Đó, anh làm đi, để bát hương một. Anh em dùng cái lấy để đốt trước này, một lấy đây đầu tiên sẽ dùng để đấy luôn. Được chưa? Đó. Tiếp theo là tiếp theo là bước rất là quan trọng, bước gì? Bước kiểm tra về nạp cốt thất bại cho bác Hương. Cốt thất bại bác Hương gồm như thế này. Đây, đây là một bộ cốt thất bại bác Hương hoàn chỉnh. Trong cốt thất bại gồm có gì? Gồm có thứ nhất là gì? Là bộ thất bại. Đây được gọi là bộ thất bại. Bộ thất bại thực ra trong này có gì rồi? Trong này có những thứ này đây, nó đầy đủ hết rồi đây. Đây, vàng. Vàng, lá vàng, lá vàng. Đó. À, lá vàng, lá vàng. Rồi bộ phách, bộ phách đây. Đó, san hô đỏ đây. Đấy, san hô đỏ đây. À, bạc, bạc đâu rồi nhá, ngọc trai đây. Ngọc trai đây, ngọc tỷ phí đây. Đó, ngọc tỷ phí và gì? Và đá ma não đây. Tức là đấy là 7 bảo vật của nhân gian, đúng không? Nhưng trong trường hợp nhà của chúng ta sẽ dùng 7 bảo vật này kết hợp với gì? Đây là bổ sung. Đây của anh chị đã bổ sung thêm gì? Thêm vàng bạc nhá, nên là tốt. Trong này có gì? Đây là ruby. Đây là được bổ sung thêm ruby. Ruby những gia chủ mà thành tâm đấy, bổ sung đây và bột ruby và gì? Đá ruby. Và tiếp theo là đây là gì? Cặp bằng thần tài. Cặp bằng thần tài dùng để gì? Rắc thêm vào nó hương. Đó. Bước tiếp theo đây là cái công thức mình quan trọng nhất, đó là gì? Đó là bộ cốt thất bại. Như vậy bộ cốt thất bại chúng ta tương đối trợ đầy đủ rồi. Ngoài ra trong cốt thất bại có gì? Có chỉ ngũ sắc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho kim một hiểu cổ đó, cái kim ngũ hành để cân bằng gì? Cân bằng âm dương cho bát hương. Bước tiếp theo là gì? Là chuẩn bị cho. Cho đây là cho bát hương, đúng không? Vậy thì cho bát hương làm sao để gì? Để được bao sái và thể tốt nhất cả cho, đúng không? Đó chính là gì? Đó chính là được trộn với một mũi hương. Như vậy anh ấy gì? Anh sẽ bỏ một cho ai? Một mũi hương này. Đấy, anh bắt đều khoảng 2 phần 3 gói lên, 2 phần 3 gói sẽ đều lên cho để bắt đều lên. Đó, khoảng 2 phần 3 thôi. Được chưa? Để đây thêm này. Đấy. Sau khi rắc xong là đấy, có chuẩn bị cho nhá. Kiểm tra trong bộ thất bảng còn có thứ gì nữa, đó là gì biết không? Đây là tờ dị hiệu. Tờ dị hiệu. Tờ dị hiệu dùng để làm gì? Dùng để ghi những người mà mình được thờ phụng. Thì trong gia đình nhà mình bốc bao hương thì sẽ ghi gì? Ghi ba nội dung. Bát hương thứ nhất là bát hương thờ cộng đồng thần linh thì ghi gì? Phúc thờ thành hoàng bản thổ thần linh thổ địa chí tôn thần. Bát hương thứ hai là mình thờ về gia tiên thì là ghi là phúc thờ đại hội tổ tiên dòng họ gì? Họ Phạm, họ của người chồng nha.
đấy, chư vị chân linh. Và phát âm thứ ba, phát âm thở và ô mãnh thì phụng thở và ô mãnh chư vị chân linh và một bạn, đúng chưa? Đây là ba rồi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo trong bộ tất cả có gì? Có giấy, gọi là giấy trang kim. Giấy trang kim này dùng để gói gì? Dùng để gói toàn bộ bộ tất cả đây. Cô thất bảo trong đó có gì? Có chỉ, lá vàng, lá bạc, đó, tất cả được gói. Đây là toàn bộ bộ thất bảo được gói gì? Được gói vào giấy trang kim. Đây, ta chụp được gói giấy trang kim này. Đây là cái phần đầu là này, là sau là hai, bắt đầu sau là ngàn nhá. Và cái gì được chưa? Đấy. Như vậy là sau khi mà gói xong về thất bản thì trong bộ có thất bản còn có thêm một gì đây? Có gì đây? Thành anh cũng sẵn. Đó. Như vậy là sẽ gì? Chuẩn bị có sẽ anh cần kiểm tra lại cuốn sách. Thường thì sẽ tẩy uế cho có sẽ cuốn sách trước khi được đọc hương, đặt vào đây khăn của ngũ hương mà vào khăn này, mà khăn này mà đó anh sẽ tẩy uế nha. Anh đau quên thế thôi à, nó sẽ thay. Sau đó thì đổ ra tay, đổ ra tay mình rồi sau đó đặt vào đọc hương. Được chưa? Được rồi, được rồi. Đấy, thứ hai đấy, dùng gì? Bột đá ruby. Không phải thử em. Không, đá ruby thử em nha, phải thử em rồi. Tại đây, toàn bộ, tại đây, nó hết tay. Tại đây. Đó. Đó. Đã có tí chưa? Rồi. Sau đó thì đặt bộ cốt thất bản, à cốt thất bản vào phía trước sát đặc biệt, hiểu chưa? Chưa rồi. Tiếp theo là trộn đều đi ngũ vị hương. Nào anh dùng tay trộn đều ngũ vị hương lên. Rồi. Anh quỳ trước bát hương thần linh, kéo cái hương về phía mình một chút, đấy bát hương thần linh thôi, về phía mình, về phía anh rồi. Anh ngồi thích đây, anh ngồi đây rồi, về đây rồi, đã. Bây giờ anh xin chia chu trình cho anh bát hương tiếp theo như thế này. Bốc cho theo thứ tự là sinh, lão, bệnh, tử, sinh thì dừng lại, tức mình đến chỗ sinh mình dừng lại, đúng chưa? Sau đó khi xong rồi mình sẽ gì? Ấn cho để, và nhớ đừng để vương quá nhiều, tí nữa là sẽ có năm nhưng mà không quá nhiều. Và mình sẽ gì? Và mình sẽ đặt xong đặt câu thần chú à. Rồi sinh bốc về tay vào thoải mái nào bảy tử sinh rồi để tay chặn để vào mạnh tay để miễn mà có thật đều vào đặt câu chú đi. Om Jam Om Sa Di Jam Om Mani Padme Hum Om Kane Kunda Savaha Om Veju. Rồi tiếp tục não bệnh tử sinh, não bệnh tử sinh thì mẹ sinh. Rồi tiếp đọc câu chú đấy, vừa đọc vừa ấn Om Jam Om Di Nam Om Man Ni Pa Me Hum Om Kane Kunda Savaha Om Vedu.
bây giờ lại đọc não bạch huyết sinh não bận tử sinh ung giang ung di giang ung mani pat mê ung can nê cun đề sà va ha ung bê du não bận tử sinh ung giang ung di giang ung mani pat mê ung ung can nê cun đề sà va ha ung bê du nào phải đều rồi nhá, lần này các tôi nhá, nắm thông tin nhé, cho vừa thích luôn. Não bận thế ông đừng quên bạn đấy. Tử sinh rồi, bây giờ hai tay mình phải sẵn nhẹ nhàng thôi, nhẹ không cho tất đều vào trong ung giang ung di giang ung di giang ung mani pat me ung ung can ne cun đề sa va ha ung be du lại chỉnh lại mà chơi thật mình thật đều vào cứ bình tĩnh không cần không cần gọi cả có thể đọc thêm cô chú ung ung giam ung si giam tất cả hoàn toàn nhau ung mani bát mi ung ung cane cun đề sa ba ha ung ve du thả lấy cho viên một cái khăn sạch khăn mình rửa nó lại sơ bộ trước đấy khăn mình thường thôi khăn lấy khăn này cho khăn kia à, trong xong rồi không nào bây giờ mới để nó qua tay đã xong rồi mới đau lại nó như này nhưng mà tiểu chia nhá xong rồi sẽ giải gì sẽ rắc thì à rắc lúc chia rắc cả bàn tay lên toàn bộ cái mặt thấy chưa đó sau qua tay đi sau qua tay ra rồi thôi lo một cái này lo thêm lo một lo một cái này ra sạch sẽ sạch vào nhá rồi tiếp theo tay đây tiếp theo cô này đọc thần nhé bảo cô đang tắt đều đấy nhá bảo cô mặt nhá thật đẹp vào ung giang ung di giang ung mani đều vào đều vào toàn bộ bát mê u cô này tắt hết vào cái dưới nó hết rồi đây là cười cười ok như trước đã rồi quy trình bơm hương thần linh là như thế tiếp theo bơm hương thì cộng đồng thì ra tiền rồi các bạn thảo bỏ cho ra ôm ra môi si ra ôm mang đi phát mê ung ung can mê xui sở ba ha ung mê ung ung giang ung si giang ung mani phát mê ung can mê xui sở ba ha ung mê ung ôm mani pat me
Om Kane Sun Deva Saha Om Vinu. Nào đến thế này. Vậy tớ sinh Om Jam Om Sri Jam Om Mani Padme Om Kane Kunde Savaha Om Vedun.
si om ram om si ram om mani padme om om kane sun ko savana om om. Om Ram Om Di Ram Om Mani Padme Hum Om Kale Sun Savaha Om Bhum. Bước tiếp theo của các con hương là gì? Là tải phổ yếu bát vương đúng không? Tải phổ yếu cuối chính là trồng trầm. Anh lấy trồng trầm là chính giữa. Thì trầm ở dưới có một cái lỗ nhỏ sông dưới đấy, sông cái toàn bộ cho tận sông thì đó, thấy chưa? Ba hương nha. Rồi trầm. Đây là bước tải phổ yếu cuối cùng. Đó là sông trầm, sông cho thì cho ấm lên và còn cái khí nó sẽ hết. Đấy là lần sông trầm. Sau khi sông trong thì tiến hành thắp hương nén hương. Thắp hương ấy, sau khi đốt hương xong thì phải gì, phải cầm hương để vái nhá, vái ba vái. Sau khi vái xong thì cắm hương bằng tay trái nhá. Đó. Rồi, sẽ cháy đâu. Anh được ban đầu được không sao? Không gì cả. Không cho hết vào. Sẽ hết đấy. Sẽ hết đấy. Rồi, thơm rồi nè. Rồi. Cầm vái ra vái. Nè. Hai vợ chồng này, đúng không? Được chưa? Tay trái thì làm từ nén một nén một, tay trái cắm chính giữa được, chính giữa sâu rồi tiếp bên phải rất không cắm vào hết luôn một đấy, bên phải cách ra bên phải là đây bên phải này. Được chưa, cách làm một chút rõ để năm nữa để nó đói cái đấy rồi đây rồi ok để cũng chưa cũng được không sao, tiếp bên kia được này, tiếp phía sau cắm thật đều vào cho anh nhìn cho anh có đều chưa. Thật đều hơn mà cắm thật cái quay hơn cái chỗ một cái sâu như nhau, tất cả đều sâu như nhau, hiểu chưa? Vâng. Được chưa? Tương tự như vậy bạn hương ra tiền trước
sau này hương chỉ thắp ba thôi nhá, thì cũng thắp được như thế. Mày nhìn này, đưa thẳng năm nén, thẳng cắm vào năm ngựa, đưa thẳng năm nén, còn giữ lại ba nén thôi, giữ ba nén thôi, đúng chưa? Ba nén là thắp hương trên để mặc cơ, là em thắp hương cắm vào mặc cơ. Cắm vào đâu? Mặc cơ, em cứ kẹp vào đây này, ba, kẹp đây, tìm đây, dưới này. Bước tiếp theo là ta hơi mặt đỏ, an vị, đúng không? Bước cuối cùng là an vị mặt đường. Nào, hai vợ chồng nhẹ nhàng thì khơi cái vai lên và dùng chỉ một chút nha. Bắt đầu đứng an vị nha. Để cho hai chồng nào, để cho quý vị để cho vợ vào đây. Vợ đây. Vợ đây, chồng này ngồi sang bên phía, bộ bên đấy nha. Cứ nhẹ nhàng thôi, cứ bình tĩnh, không còn gì để vội cả.
Thấy chưa? Câu gọi gì chưa? Đấy, bát bát hương khoảng cách thì các bát hương cũng bị chưa đều được, thấy chưa, đúng không? Bên cho sang bên tay anh em dịch sang bên tay trái một chút. Bát hương này là tí nữa chưa? Tí nữa rồi thì dịch bát hương, nhưng phải dịch bát hương ngoài chứ không phải bát hương đấy nhá. Tí nữa rồi thì bát hương thì bát hương cứ nhận không kia ra ngoài đi, ra đi ra ngoài đi ra cân đó. Đấy, được chưa? Nào, các sứ nhân. Sau khi ăn vị rồi, ta sẽ không có vậy đâu. Gì được chưa? Anh nhìn từ đây. Thầy nhìn là, thầy là cái bát hương mà cô mang này hơi sang bên tí. Hơi sang bên tí rồi. Đấy, định xíu 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 nhé. Đây là. Ờ, bát hương cô mang các bạn đó. Xoay sang bên phía bên ngoài phía ngoài đường chút, trước nhà chút tí thôi. Thấy chưa? Rồi ok, xong hai chồng đưa cái bàn nó không có gỗ vào tí nữa đấy, thật nhẹ nhàng thôi nha, cứ bình để phòng dưới cho nó phải hơi. Rồi cho làm những cái tự mình làm những cái tâm linh thì sẽ là tốt nhất. Thôi được rồi, không cần. Được rồi. Đấy, như vậy là thế này. Như vậy là hôm nay là... Nào. Đấy. Như vậy hôm nay là tôi hướng dẫn gia chủ bốc bát hương bằng thần linh để bằng gia tiên là bắt đầu vô mãnh rất là chú đáo tỉ mỉ. Cái điều quan trọng của bốc hương là gì? Là gia đình tự làm là tốt nhất. Nhưng người nhà mình tự bốc, tự làm là tốt nhất. Đấy là cái quy trình của hôm nay. Gia chủ là tự bốc được như thế này rồi. Hiện nay nhìn trên mặt thờ rất là đẹp, đúng không? Mọi cái rất là chỉnh chu. Và bước tiếp cùng là bước gì, đúng không? Bước là bước gì? Bước gặp quan thần. Hai vợ chồng phải gì? Dọn dẹp sạch sẽ và quỳ là gặp quan thần. Và có quan thần, đúng không? Thế này thôi, họ sẽ đưa ra đây để quên lên được.